Xin chào bạn. Chào bạn. Chào. Bạn nữa. Cháu. Là anh kia. Con là anh nè. Cảm ơn con. Ai đó? Đó là phân. Bye bye. Bọn trẻ đâu rồi? Đội mũ vào, nhanh nào, nhanh nào. Đây, cái này cho con. Wow. Và cho con. Cho con. Cảm ơn ba. Chạy đi. Nhìn kìa. Cái gì đó bên trong? Đây là quà. Nó là một bộ người tuyết. Cà rốt.
để lại cho ba ít kẹo đi. Cho ba một cái nào. Đây. Cảm ơn. Tấn công nó. Chúng ta sẽ bắt được mày. Đây. Tấn công nó. Chạy đi, chạy. Nhanh lên. Nhìn nè, hãy nắp anh đi. Nó đang đá. Nó đi rồi. Phải nó không? Đúng rồi, nó đi rồi. Được rồi, ra khỏi đây thôi. Chúng ta về nhà nào. Em mệt quá. Chúng ta không thể làm gì hôm nay. Nhìn kia, nhìn nè, có một túi quà. Đây là cái em muốn. Đây cũng là cái mình muốn nè. Và quà cho anh. Na. Trẻ em không nên ăn quá nhiều kẹo. Wow. Mình đã mơ có đồ chơi này. Đúng rồi. Chúc mừng năm mới mọi người. Chúc mừng năm mới nha. Bye bye. Tạm biệt.
muốn gì, bác sẽ ra ngoài lấy ngay. Không có gì. Cảm ơn, cảm ơn. Tạm biệt. Con mang quà đến cho bác. Bác muốn quà không? Đây. Đúng rồi, đây là thứ bác đang cần đây. Cảm ơn. Hãy đến thăm cô mèo. Con có mang quà đến không? Yeah, đây, hãy nhận quà. Cái này cho cô, một ít kẹo. Yeah, mình thích kẹo, cảm ơn con. Giáng sinh an lành. Ông già Noel. Con đã phát quà cho mọi người. Bây giờ đây là quà của con. Hãy cầm lấy. Con sẽ mở nó ra. Tạm biệt.